một bé, hai bé. Hay bé ơi, hay bé ơi. 4 3 2 1. Đùng. Không, không thấy bom nổ luôn. Các bạn ơi, con map mới, để bom cho mình, để bom cho tôi nha. Tôi đặt cho. Ui, khu A, khu B. Mình là cướp các bạn, cướp, đặt bom. Rồi, đi khu B các bạn ơi, khu B. Hay. Ủa, sao gục 3 rồi kìa. Bọn kia nó không chơi game các bạn, bọn kia nó vào xong nó thoát game ra để mà đủ á, nhận đủ hay sao á, mấy quỷ. Tao thấy mà tao tức á. Wow, map đẹp lắm luôn các bạn ạ. À. Một bé. Ok, bom đã đặt. Ui, ai vậy? Ừ, ai? Ai? Hai bé. Trời ơi, bên nó yếu ghê thiệt chứ. Khu B. Khu B các bạn ơi, mình đặt bom đi. Khu B. Let's go, khu B. Khu B, khu B. Một là mày bị điên. À, chạy bên đây được này, chạy bên đây được này các bạn. Chạy bên đây là chạy thẳng lên luôn á. Đặt luôn. Trời ơi. Rồi, thoát ra nào. Hai bé. Còn hai đâu. Rồi, hay. Còn một, còn một. Còn một, vài bữa nữa sẽ có round đấu đặt bom đó các bạn. Mình nghĩ là như vậy á. Một bạn nữa đâu, trời đất ơi. Mình nghe đâu đây nè. Rồi, bom nổ rồi. Nổ coi. Bom nổ. Trời ơi. Bom nổ phải nổ cái đùng bự 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 chứ, nổ gì mà nhỏ xíu, không nghe bom nổ luôn các bạn ạ. Không thể tin nổi. Rồi, mình tiếp tục là đặt bom nè các bạn. Hình như là có một bạn AFK thì phải. Không chơi. Mấy người kia sẽ vô cứu ông nội đó. Hai bạn luôn, hai bạn AFK luôn. Ai gửi vậy? Ai gửi vậy? Rồi, bên kia bắt đầu đi đặt rồi. Tôi sẽ bắt đầu thủ ở đây. Nhưng mà mấy người bên kia chơi chơi mà chơi vào game xong thoát ra lại. Nhưng mà gara cũng kỳ. Phải tính toán làm sao á. Phải tính toán làm sao cho bên kia kiểu giống như là. Rồi, giết hết luôn rồi. Rồi xong, bên kia. Bên kia cạn lời luôn. Bên kia chán nản luôn các bạn ạ. Khu B. Ủa rồi, vô mới có thằng vô. Thoát luôn hai thằng luôn. Team mình thoát luôn hai thằng luôn. Cây tư nhờ. Á, cái kiểu gì á, chơi game kiểu gì á. Không hiểu luôn á. Chơi game tàu khựa thì chứ. Vô chỉ muốn nhận thôi. Hay bé ơi. Hay bé ơi. Cố lên bé ơi. Anh tới cover. Hay bé ơi. Sao? Đợi bom nổ thôi chứ sao giờ nè. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 17, rồi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đùng. Không thấy bom nổ luôn. Gì đứa nào chứ? Thôi, như vậy là team mình là 2 đấu 4 rồi các bạn ơi. Ôi, tích bom nổ không? Không thấy bom nổ gì luôn. Lừa rồi, thề. Rồi, mình trả lời rồi. Không bé ơi. Anh không cho đâu.
Đỏ gì ờ mà con nhắn gì từ từ thôi, ở bên này nó biết mình bên này rồi, nó biết mình bên này rồi hả? Ấy ơi, rồi rồi xong xong xong. Ui rồi trời 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 bắn về mà không. À. Chết rồi, chết rồi. Ôi ôi, chết bà rồi, không gài đạn rồi. Trời đất ơi, tại sao pha đó mình không để ý qua đạn của mình trời. Đồ ngu, đồ ăn hại. Ôi ôi, ôi chua bên nó bốn rồi các bạn. Ồ, đặt bom còn đặt bom theo kiểu đặt bom trên không nữa bạn à. Nè. Đừng nói nữa. Rồi, không được chạy. Giỏi lắm anh bạn trẻ. Rồi bắn về mà không chết thì thôi nhá. Đặt đi. Phải đợi hết giờ. Còn một. Đợi hết giờ đặt. Hết giờ đặt. Ủa, hay. Vậy là hết giờ đặt là mình sẽ được win các bạn ạ. Mình sẽ được win. Vậy là bên đội bên đặt bom á, trong thời gian đó mà họ không đặt bom thì mình sẽ win các bạn ạ. Ồ hay. Knock 2 luôn. Rồi xuống gỡ đi bạn ơi, gỡ 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 gỡ. Canh vô gỡ. Win luôn trận này. Ồ. Vậy thì khỏe, nếu mà bên kia vẫn còn địch nhưng mà mình gỡ được bom thì thắng rồi. Vậy là nó cũng giống như là những cái chế độ trong những cái tựa game mà mình đã từng chơi các bạn ạ. Chắc là chưa biết map nên là chạy lung tung. Nhưng mà mình vẫn không thể hiểu được cái chỗ này á, là phải độn người lên này, phải có một người ở đây mới nhảy lên được. Còn không thì chỉ có cách nào đó đặt keo ở đây coi nhảy lên được không. Cũng không được luôn. Rồi bên kia thua rồi. Bên khu B được cái lợi thế là mình có thể chạy phía bên cánh phải lên rất là nhanh luôn. Nhưng mà bên B thì có chỗ này nè, dễ bị chết ở khu vực này nè. Mình đặt ở đây, xong rồi mình qua đây nè. Qua đây mình canh nè. Không ai canh bom hết, lỡ khi có thằng tới nó gỡ thì sao ta. Rồi bên kia off game rồi các bạn, bên kia off 3-4 thằng luôn. Cấm chơi vài trận á, cấm mấy tí nha, nó sợ chứ cấm chơi vài trận sợ gì. Cấm chơi vài trận chứ sợ gì, cấm mấy ngày trời á. Tự chiến xếp hạng mới bị. Còn đấu ranh thì sao các bạn, đấu ranh mà xếp hạng thì có bị không. Ồ, và như vậy là tôi đã nhận được cái dù rồi nè.
Wow. Nhận. Ok, nhận được cái dù rồi, hấp dẫn. Còn cái gì đây? 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 Hết rồi, hết sự kiện rồi các bạn.